có những loại cao nữa cơ. Cùng với chất lượng đó thì chúng ta có những cái lắc tay này. Cao này rất đắt tiền. Chất lượng cao nhất về tóc vàng mà chúng tôi đang có tại văn phòng. À, cái bức này là một cái bức 6 triệu 8 này. Có dây đeo luôn này. Xin chào anh em nhá. Chúng ta sẽ có một cái video về thầy tóc vàng. Hôm nay thì tôi có hai vị khách. Một vị khách ở Hà Nội và một khách ở Canada. Anh chị ấy muốn lựa chọn hai thứ. Một cái mặt dây và một cái sợi vòng tay. Thì chúng ta hãy cùng theo dõi video. Và chúng ta sẽ có những sản phẩm rất là tinh xảo trong cái video này nhá. Có một số sợi tóc vàng đỉnh cao. Đỉnh cao về gì? Về chất lượng anh em ạ. Ví dụ một cái sợi này là cái sợi chất lượng cao nhất về tóc vàng mà chúng tôi đang có tại văn phòng. Sợi này là sợi dài, sử dụng để đeo cổ làm tràng hạt nhá. Hoặc chúng ta có thể đeo tay 3-4-5 vòng rồi đó. Đây, như tay tôi đeo này. Đấy, thì tôi không hay đeo cái kiểu này, thế nên là tôi không ham lắm. Chứ bình thường anh chị có những loại chất lượng cao như này rất đắt tiền. Giá đắt, tôi nói thẳng thế, nó giá rất là cao để cho anh chị dễ hình dung. Cùng với chất lượng đó thì chúng ta có những cái lắc tay này. Những cái lắc tay này tôi bán ra với giá 220.000 một gram anh chị nhá. Và khối lượng của cái sản phẩm này, những cái sản phẩm này nó khoảng 40 gram, có nghĩa là loanh quanh tầm khoảng 8 đến 9 triệu một cái vòng này. Và đây là vòng, những vòng vàng tươi chất lượng rất là cao. Thực sự là loại chất lượng cao, rất là cao. Thế còn nhiều loại nữa, có những loại cao nữa cơ. Thì chi phí một cái vòng lên 70-80 triệu thì cũng rất nhiều. Một chút tôi sẽ chèn thêm cho chị xem những cái loại đấy nhá. Thế nhưng mà những cái loại này là tương đối tốt rồi. Thế bên cạnh đó thì còn những cái loại khác nữa, vòng nhỏ hơn và màu sẽ màu khác. Đây là vàng chanh, đây là vàng đậm này và hơi đỏ này. Thì có nhiều loại nhá, thì tôi giới thiệu cho anh chị như vậy để anh chị xem. Thế còn vị khách hàng nữ của chúng tôi muốn tìm một cái mặt đeo cổ mà rơi vào tầm khoảng dưới 10 triệu, thì ví dụ tôi đang có một sản phẩm ở đây thì có đẹp không nhá. Này 12 triệu này. Những cái sản phẩm này thì là siêu VIP rồi anh em. Báo cáo với anh em chẳng có gì để nói nữa về nó cả, trừ là về giá thôi, sẽ là phù hợp với anh em không. Tại vì chúng ta hay nghe thấy một số cái mặt Phật, mặt dây này nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Thì tôi cũng có loại đấy, tôi không có bán. Loại đấy là cái loại mà hàng nhuộm nhá, tôi không bán cái loại đó. Đây, hàng thiên nhiên hoàn toàn và với độ trong gần như là tuyệt đối. Bức này là 12 triệu anh em nhá. Đẹp. Đây, tôi báo giá luôn rồi, được khối lượng cho anh em xem. Sản phẩm thứ hai, cái sản phẩm đã vàng vàng rồi. Cái này thì rơi vào hiện tại bây giờ chắc tầm khoảng 18-19 triệu cả vàng. Tại vì cái bức này không, nó đã rơi vào tầm khoảng 16 triệu rồi mà. Tinh xảo không? Đây là tôi không bật đèn nhá. Những sản phẩm này nó đang quay không ấy anh em ạ. Đèn flash thì nó sẽ như này, nó sẽ sáng rực rỡ như này. Để tôi bật flash lên cho anh em xem cùng nhá. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo giới thiệu cho anh em. Ở đây một bức 6 triệu 8. 6 triệu 800 nghìn. Tóc này gọi là tóc lông thỏ nhá. Nó rất là mịn. Và sợi nó cũng lấp lánh rất là tốt. Đẹp đấy anh chị. Chúng ta có thể ở bức 9 triệu 2. Bức sản phẩm này tại sao lại 9 triệu 2 trong khi những sản phẩm khác là 36 triệu? Tại vì sản phẩm này ở phần trên thạch anh tóc của nó thì có những cái bông tuyết. Thì theo quan điểm của Tahigem thì chúng tôi lựa chọn hàng tinh xảo và hàng đẹp tiền đắt tiền ấy là những cái loại mà trong suốt. Vì vậy những sản phẩm này tôi sẽ bán rẻ lại anh chị nhá, và chỉ giá khoảng 1/3 sản phẩm hàng cao cấp kia thôi. Nhưng mà những cái viên tóc của nó thì anh chị thấy nó vẫn sáng rực rỡ. Viên này là viên giá hời. Thực sự với anh chị đây là viên giá hời, giá rất là rẻ. Chưa tới 10 triệu. Trong khi đó những cái viên đẹp hơn một chút, 36 triệu tôi đang bán rất nhiều rồi. 9 triệu 200 nghìn. Một cái bức 5 triệu 8, bức này cũng là một bức đẹp. Tóc rực rỡ luôn. Thì kích thước đây, khối lượng đây, anh chị cùng xem nhá. Quá tuyệt vời. Những cái dòng thái anh tóc này tôi đảm bảo với anh chị trên mạng rất ít có. Mọi người không bán cái này mấy đâu. Cái bức này là một cái bức 6 triệu 8 này. Có dây đeo luôn này. Bức này đẹp tuyệt vời luôn. Nhưng mà hình dạng cái này thì là hình giọt nước. Đặc. Thạch anh rất là sáng. Ok. Một sản phẩm nữa, sản phẩm này có 4 triệu 6 thôi, rẻ vô cùng. Tại vì sao? Mây nó dày hơn. Đấy, cái vết bên trong này, mặc dù tóc rất là sáng nhá. Sản phẩm này cũng hay. Anh chị nào mà chi phí thấp có thể mua sản phẩm này. Nhưng cũng là gọi là VIP của VIP. Mỗi tội là cái phần thịt của nó, độ trong nó giảm đi thôi. Sản phẩm này chúng ta có một sản phẩm giá 11 triệu 200. Tóc lông thỏ nhá.
11.200. Với cái video YouTube thì anh chị hãy bật chế độ HD nhá, nó sẽ nét hơn rất nhiều, nhất là những cái video liên quan đến thành tóc như thế này. Thì đây là một vài cái sản phẩm khác thì nó không theo cái nhu cầu của anh em thì thôi, xin phép tôi không tăng lên nữa. Thì một số cái nội dung như vậy nhá, để anh chị lựa chọn nhá. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều, xin chào và tạm biệt anh chị.